Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm bài Tin Mừng của ngày thứ Bảy tuần 11 thường niên. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ anh em không thể vừa làm tôi thiên chúa vừa làm tôi tiền của được vì vậy thầy bảo cho anh em biết đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc mạng sống chẳng trọng hơn của anh và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao hãy xem chim trời chúng không gieo không gặt không thu tích vào kho thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngóng xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế thì huống hồ là anh em ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây. Tất cả những thứ đó dân ngoài vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Kinh thưa anh chị em chúng ta vừa nghe thân ma ghi lại giáo huấn của chúa giêsu ngài khuyên dạy chúng ta đừng quá lo lắng về những sự đời này đừng quá lo lắng về cơm áo gạo tiền nhưng phải dành thì giờ cầu nguyện dành thì giờ thờ phượng chúa tìm kiếm nước thiên chúa nữa ngài nói các con không thể vừa làm tôi thiên chúa vừa làm tôi tiền của được Coi chừng đừng để những lo lắng ham mê tiền của chiếm hết thời giờ tâm trí sức lực của chúng ta khiến chúng ta không có thời giờ cầu nguyện, không có thời giờ thờ phượng Chúa. Người ta nói đồng tiền là tên đầy tớ tốt nhưng cũng có thể là ông chủ xấu. Đồng tiền là tên đầy tớ tốt khi chúng ta làm chủ nó, biết dùng nó theo ý của mình để mưu cầu lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho giáo hội. Đó là tên đầy tớ tốt. Nhưng nếu chúng ta để nó làm chủ mình, chiếm hết tâm trí thời giờ của mình, khiến mình lúc nào cũng nghĩ đến nó, mắc ăn mắc ngủ vì nó, mắc sức khỏe vì nó, thì khi đó nó là ông chủ xấu, nó làm hại chúng ta. Kính thưa anh chị em, chúa quan phòng chúng ta chúa gìn giữ chúng ta nhiều khi trong cái mây lại có cái rủi mà trong cái rủi lại có cái mây anh chị em biết câu chuyện tái ông thất mã tái ông nhiều người tưởng rằng nghĩ rằng tái ông là ông tái cái ông đó tên tái nhưng mà không phải tái ở đây là quan tái là biên giới tức là cái lão ông kia ở gần biên giới giữa nước trung quốc và nước hồ thất mã là mất con ngựa à. thì ông có con ngựa quý lắm tốt lắm nhưng mà một ngày kia nó lại chạy vào rừng mất mất con ngựa à. thế là hàng xóm tới chia buồn với ông à. thấy ông có con ngựa quý quá tốt quá mà không ngờ nó chạy vào rừng mất chia buồn với ông Ừ. ông bình tĩnh ông nói cái từ từ đã cái này cũng chưa biết là buồn hay vui đây, không? thì ít hôm sau nó lại trở về và nó lại dẫn theo một con ngựa khác khỏe mạnh tốt lắm, con ngựa rừng tốt lắm. À, hàng xóm tôi chia vui với ông, à, xin chia vui với ông. tưởng đâu ông mất con ngựa buồn mà bây giờ không ngờ nó lại dẫn về một con ngựa khác tốt quá ông bình tĩnh ông nói đây từ từ đã cái này không biết là vui hay buồn đây may hay rủi đây à. rồi đứa con trai của ông à, thấy con ngựa mới về khỏe mạnh tập cỡi à, tập cỡi một hồi thì nó là con ngựa rừng mà à, nó hung hăng lắm nó hết một phát cậu ta văng xuống và gãy chân à. hàng xóm lại tới chia buồn với ông thấy ông có con ngựa mới tốt quá mà không ngờ bây giờ con trai nó lại bị gãy chân ông cũng vẫn bình tĩnh ông nói phải từ từ không biết cái này là vui hay buồn là may hay rủi đây một thời gian sau thì chiến tranh nổ ra giữa nước trung quốc và nước hồ trai tráng trong làng phải đi quân dịch con ông nhờ bị thương có tật cái chân cho nên được ở nhà và Hầu hết trai tráng trong làng Ra chiến trường và chết hết đó. Thành thử chúng ta thấy Những cái biến cố sẽ đến cho chúng ta Cứ tin tưởng phó thác vào Chúa và Chúa yêu thương chăm sóc chúng ta đó. Và Chúa đưa ra Hai cái ví dụ Rất cụ thể đó. Chúa nói hãy xem chim trời đó Chúng không gieo, không gạch không, không thu tích vào kho lắm Chúng ta xem những con chim xe sẻ đó Ở gần nhà chúng ta đó Đó vậy mà thiên chúa nuôi chúng không con, không một con nào chết đói hết đó. chúa thiên chúa nuôi chúng à, tôi cũng lấy làm lạ tại vì ở thành phố đây chim sẻ nhà dòng nó bay tới rất nhiều mà không hiểu chúng ăn cái gì bởi vì ở thành phố đâu có thức ăn đâu đâu có thóc lúa à, hay là sâu bỏ gì nhiều đâu cây cối gì nhiều đâu mà chúng vẫn sống mỗi ngày à, chúng kêu vui lắm chúa nuôi dưỡng chúng à, huống chi là chúng ta à. Rồi Chúa đưa ra ví dụ thứ hai Hãy xem hoa huệ ngoài đồng Đó. Cái bông hoa này còn may mất Hoa huệ, hoa hồng, các loài hoa Đẹp lắm, Thiên Chúa Ban cho vẻ đẹp như thế Mặc cho vẻ đẹp như thế Huống chi là chúng ta Chúa yêu thương chăm sóc chúng ta Đó. Kính thưa anh chị em Xin mẹ Maria Thân cả Giuse chúc lành cho chúng ta Giúp chúng ta tin tưởng Phó thác cuộc đời của mình cho Chúa dành thời giờ cầu nguyện thờ phượng Chúa tìm kiếm nước Thiên Chúa trước tiên trước hết còn mọi sự khác mọi ơn lành khác Chúa sẽ ban cho chúng ta Chúa chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta cả đến sợi tóc trên đầu Amen